Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 1, Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một nam học sinh chạy xe máy với tốc độ nhanh tông vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt đo nồng độ cồn ở thành phố Hà Tĩnh. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút đêm 17 tháng 1. Một nam học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh chạy xe máy trên quốc lộ 1A thuộc địa phận tuyến đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh với tốc độ nhanh. Xe máy của nam sinh này đã tông trúng thượng úy HTS, tên viết tắt cán bộ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra đo nồng độ cồn. Cú tông mạnh khiến thượng úy S bị ngã xuống đường, bị thương. Nam học sinh cũng ngã xe máy bị thương nhẹ. Camera nhà dân bên đường đã ghi được lúc xảy ra vụ việc trên. Thượng úy S được đồng đội và người dân sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, vùng ngực, chân. Ngay trong đêm, người thân của nam học sinh, đại diện nhà trường đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, theo dõi sức khỏe của thượng úy S. Càng gần những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông càng đẩy mạnh triển khai ra quân xử lý vi phạm giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ít cán bộ chiến sĩ vấp phải sự chống đối của các đối tượng vi phạm luật an toàn giao thông. Thậm chí nhiều đối tượng còn bất chấp gây thương tích cho các cán bộ chiến sĩ. Trước vụ việc, thượng úy công an tại Hà Tĩnh bị một nam sinh tông bị thương mới đây, vào ngày 15 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum cho biết, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bị một thiếu niên điều khiển mô tô tông trọng thương. Người bị thương là đại úy Nguyễn Đình Phúc, 36 tuổi, trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum với nhiều thương tích nặng, gãy chân, dập phổi, dập lá lách, gãy quai hàm. Đối tượng tông xe vào đại úy Phúc tên Lê Trọng Hoàng, 15 tuổi, ngụ xã Đắc Môn, huyện Đắc Cơ Lây. Hoàng cũng bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại Bệnh viện 211 tỉnh Gia Lai. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 1, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đang thực hiện nhiệm vụ ở huyện Đắc Cơ Lây phát hiện một người điều khiển mô tô 70F1-20810 chạy tốc độ cao, nẹt pô nên liên tục yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào tổ cảnh sát giao thông. Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cận Tết Nguyên đán 2024, thắt chặt kiểm tra về nồng độ cồn là một trong những chuyên đề được lực lượng chức năng đặc biệt đẩy mạnh. Theo đó, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội vừa qua đã lập chốt xử lý nồng độ cồn tại vòng xuyến ngã tư Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã gặp phải câu chuyện dở khóc dở cười khi kiểm tra nồng độ cồn. Được biết, khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế này đã yêu cầu cán bộ tổ công tác tự test máy đo nồng độ cồn trước, sau đó người này mới chịu chấp hành. Cụ thể, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi làm việc với tổ công tác, nam tài xế ngay lập tức yêu cầu cán bộ đội cảnh sát giao thông tự thổi vào máy đo nồng độ cồn trước, sau đó mới chấp hành thổi nồng độ cồn. Theo đó, cán bộ trong tổ công tác đã thổi vào máy đo nồng độ cồn trước sự chứng kiến của nam tài xế xe máy. Kết quả máy đo nồng độ cồn thông báo không phát hiện vi phạm. Sau đó, kết quả kiểm tra, nam tài xế xe máy này cũng không có nồng độ cồn. Nam tài xế cho hay, do bản thân từng xem nhiều clip trên mạng về việc nghi vấn có máy đo nồng độ cồn giả, nên người này mới yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông phải test máy đo. Liên quan đến cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh PC08 cho biết, sau khi sơ kết 10 ngày thực hiện kiểm soát, phòng sẽ nghiên cứu về phương án thay đổi hình thức kiểm tra nồng độ cồn mà lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện. Theo một lãnh đạo phòng PC08, sau 10 ngày kiểm soát vi phạm nồng độ cồn cho thấy người dân ý thức hơn, chủ động di chuyển bằng các phương tiện khác khi có sử dụng rượu bia. Mục đích của việc tổng kiểm soát nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm thời gian qua nhằm kéo giảm tối đa tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn. Do đó, các cụm cảnh sát giao thông sẽ thay đổi hình thức tuần tra kiểm soát theo từng giai đoạn để bố trí cho phù hợp với thời gian, địa điểm ở từng tuyến đường. Trước đó, trong các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cử tri Lê Văn Thọ, quận Phú Nhuận đề nghị cần xem xét lại việc kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày.
cử tri cho rằng không phải tất cả các vụ tai nạn đều có nguyên nhân từ vi phạm nồng độ cồn mà còn nhiều nguyên nhân khác. Do đó không nên chỉ tập trung vào kiểm tra nồng độ cồn, vô tình tạo hình ảnh không tốt ở ngoài đường. Cử tri đề nghị cần tổ chức kiểm soát ở khoảng thời gian dễ phát sinh tai nạn giao thông, thời gian cao điểm về sử dụng rượu bia, chứ không nên kiểm tra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, gây hình ảnh phản cảm. Ví dụ giờ cao điểm người ta đi làm đi học mà đặt cái cọc nhựa chặt xe rồi kiểm tra nồng độ cồn bắt, bất hợp lý rồi, cử tri dẫn chứng. Kế hoạch cao điểm kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện từ ngày 24 tháng 11 năm 2023. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cảnh sát giao thông trật tự, công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức thành 10 cụm cảnh sát giao thông kiểm tra về nồng độ cồn, ma túy. 10 cụm này được chia thành 5 cụm ở nội đô và 5 cụm ở ngoại thành. Cảnh sát giao thông chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng với 20 cảnh sát giao thông tham gia xử lý vi phạm, tập trung kiểm tra nồng độ cồn bất kể ngày đêm, đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lặp hoặc bỏ sót địa bàn, địa điểm lập chốt kiểm tra thay đổi liên tục theo từng ca, từng ngày. Ngày qua, mạng xã hội đặc biệt quan tâm đến sự việc Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ đạo thổi nồng độ cồn, một người thợ xây bị say xỉn mà đề nghị người này liên hệ với người thân đến trở về để việc xử lý nồng độ cồn giải quyết sau. Trước sự việc trên, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết bản thân khá bất ngờ khi tình huống gặp người đàn ông làm thợ xây bị say xỉn được đưa lên mạng xã hội lại khiến đông đảo người quan tâm đến vậy. Cụ thể, vị này cho biết trước đó vào trời đêm muộn và mưa lạnh, ông cùng tổ công tác thực hiện xử lý đo nồng độ cồn thì phát hiện trường hợp của ông Sử, ngụ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, hành nghề thợ xây đã uống say, đi lạc và mất phương hướng khi về nhà. Đại tá Phong cho biết thời điểm đó đêm khuya lạnh, người thợ xây cũng lớn tuổi nên không xử lý ở đó nữa mà ngày hôm sau giao cho cán bộ công an xuống ghi nhận làm việc sau. Bác ấy hiền lành lắm, mình chỉ xử lý chậm hơn và mang tính răn đe cảnh báo chứ không nhất thiết phải quyết liệt quá và làm ngay lúc đó. Theo Đại tá Phong, tiếp xúc với tổ công tác, ông Sử cũng đã thật thà cho biết bản thân đã uống rượu say. Vì vậy, thời điểm đó có đo nồng độ cồn thì cũng chỉ xử lý về mặt hành chính chứ không thể tuyên truyền, giáo dục cho họ được. Vì họ đã quá say không thể tiếp nhận thông tin mà lực lượng chức năng muốn truyền đạt. Đại tá Phong cũng cho biết thêm, bác ấy vi phạm nồng độ cồn nên vẫn phải xử lý. Nhưng xử lý ở mức độ nào vừa nhẹ nhàng, mang tính nhân văn, có tính răn đe và để họ hiểu biết, tuân thủ pháp luật. Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Sử đi xe máy có biểu hiện say xỉn, mất phương hướng nên đã dừng xe để kiểm tra. Trùng hợp tại thời điểm này có sự xuất hiện của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang kiểm tra đột xuất tổ công tác. Làm việc với tổ công tác, ông Sử cho biết sau buổi làm việc được chủ nhà đãi nhậu rượu nên đã uống say, mất phương hướng về nhà. Nghe ông Sử trình bày xong, Đại tá Phong nhận thấy người đàn ông đã say xỉn nên yêu cầu không tiếp tục lái xe, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Đồng thời yêu cầu ông Sử gọi điện cho người thân đến đón về. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ. Hầu hết dư luận khá bất ngờ trước tình huống xử lý linh động và nhân văn của vị giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 17 tháng 1, Đại tá Nguyễn Văn Hoành, trưởng công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Văn Sử, 50 tuổi, ngụ tại địa phương, đã đến công an xã trình diện và viết cam kết không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua làm việc, ông Sử nói đã nhận thức được sự việc, cam kết không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ông Sử cũng vui vẻ cho biết do được mời nhiệt tình nên uống quá chén. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng thông tin sau khi ông làm việc xong, chủ nhà đã mời bữa rượu, rời cuộc nhậu trên đường về, ông bị mất phương hướng nên chạy xe xuống thành phố Hà Tĩnh. Khi đến đường Hàm Nghi, ông gặp lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra xử lý nồng độ cồn. Tổ công tác gọi ông và khuyến cáo đã uống rượu bia không được lái xe và yêu cầu ông gọi người nhà đến trở về. Đồng thời, ông Sử cũng cho biết Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói với mình là nồng độ cồn cao quá nên yêu cầu ông gọi người nhà đến đưa người này về. Sau sự việc này, ông Sử hứa từ nay không uống rượu bia để lái xe an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!